Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, mạng Trung Quốc đã công bố Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt ba có tên trong bảng xếp hạng 10 thanh niên mới hàng đầu Trung Quốc năm 2023. Những câu chuyện thành công của những người trẻ này đã tạo nên hình mẫu cho thế hệ thanh niên mới. Họ sẽ là hình mẫu cho thanh niên trong thời đại mới và truyền cảm hứng cho thanh niên tích cực tham gia các dịch vụ xã hội, khơi dậy nhiều sự quan tâm hơn từ xã hội và cùng nhau xây dựng những hình mẫu cho thế hệ thanh niên mới. 10 thanh niên mới hàng đầu được lựa chọn thông qua sự kết hợp giữa bỏ phiếu trực tuyến công khai và đánh giá ngoại tuyến của chuyên gia. Các thành viên hội đồng thẩm định đều là người đứng đầu trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau và có thẩm quyền. Câu chuyện thành công của những thanh niên mới này sẽ là hình mẫu học tập cho thanh niên hiện đại. Tin tức này thực sự tuyệt vời. Điều đặc biệt là chỉ có 2 ngôi sao có tên trong top 10 này và 2 ngôi sao đó là Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt ba. Còn lại là nữ phi hành gia, nhà nghiên cứu đầu tiên của Trung Quốc, nhà đầu tư, ngôi sao opera Trung Quốc hay vận động viên. Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt ba thật là một tấm gương tuyệt vời cho những thanh niên khác noi theo. Chúc mừng hai nghệ sĩ đã được vinh danh trong top 10 này.